Con xin lỗi gì đúng rồi, hả? Kệ đi chứ sao. Nó cái con nó quýnh hàng nó không bị xin lỗi đây không con. Nó lên giận rồi. Tới làm gì? Chị đang nghe không? Ở chẳng gì vậy? Mày nó đẩy cái năng gì vậy? Nó uống hai chai sữa luôn á không? Thấy mày á là thấy công chuyện rồi. Nằm dễ nó mới khiên gò đạt gì mà mệt quá, cứ thẳng là kiếm chuyện chơi luôn tay gai vậy. Thấy không có chuyện gì mà để thân sắn lên, ví dụ có cái gì mà nó quýnh mà con mình nằm có hở hay gì thì nó làm dẫn lên ai nói gì đúng không, nó dẫn hở rồi người muốn đâu có muốn rồi sao. Thầy nghĩ nó là mệt lắm. Nó đừng nó báo hai bên. Hên cái hiệu nó cũng thiếu sắc hùng, nó muốn gì bạn. Nó kiều kiều ơi. Hai mình ảnh gì nó sợ, nó quậy nó sợ rồi. Cái đứa này nó nhát quá ha. Đá ngày hậu vô đục đá muốn ta chết mẹ luôn. Ta còn liếc đó nè. Rồi mẹ Vi mời vô. Đập nó xong rồi nó Vi mời vô đó là nó xé.
Nói gì nè, đi tới rồi.